Quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Trường Doanh Nhân HBR. Quý vị và các bạn thân mến, chiến lược thương hiệu là một trong những công cụ quan trọng để hiện thực hóa chiến lược kinh doanh. Nói cách khác, để xây dựng chiến lược khác biệt hóa thương hiệu, ngoài tầm nhìn và triết lý thương hiệu, chiến lược kinh doanh là một đầu vào không thể thiếu. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài học Chiến lược kinh doanh và vai trò của chiến lược thương hiệu. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý với quan điểm chiến lược thương hiệu là một trong những công cụ quan trọng để hiện thực hóa chiến lược kinh doanh. Họ cho rằng chiến lược kinh doanh sẽ luôn thay đổi. Vì thế, định vị thương hiệu chỉ cần dựa vào tầm nhìn và triết lý thương hiệu là đủ. Thay vì tranh luận đúng sai hai quan điểm trái ngược này, chúng ta hãy cùng nhau xem xét một số ví dụ thực tế ngay sau đây. Ví dụ đầu tiên đó là về LanguageLink, việc thay đổi chiến lược kinh doanh. LanguageLink, viết tắt là LLV, là thương hiệu giáo dục của nước ngoài chuyên về đào tạo Anh ngữ. Kể từ khi vào Việt Nam những năm 1996, chiến lược kinh doanh của LLV là trở thành thương hiệu hàng đầu về đào tạo tiếng Anh phổ thông với khách hàng mục tiêu là học sinh. LLV đã thành công với mục tiêu kinh doanh này ở góc độ nhận biết thương hiệu. Họ luôn được biết đến là một trung tâm Anh ngữ nổi tiếng dành cho trẻ em. Sau năm 2000, thị trường xuất hiện một xu hướng mới. Một số lượng lớn thanh niên bắt đầu học tiếng Anh nhằm mục đích nâng cao năng lực của bản thân để đi du học nước ngoài hoặc theo học ở các trường đại học quốc tế tại Việt Nam. Nắm bắt xu hướng này, LanguageLink nhanh chóng xây dựng một chương trình đào tạo toàn diện cho các khóa học tiếng Anh chuyên sâu nhằm trang bị kiến thức đầy đủ ngay từ khi còn nhỏ cho những mục đích lâu dài sau này của học sinh. Và để hiện thực hóa chiến lược kinh doanh mới này, bản sắc nhận diện thương hiệu và chiến lược truyền thông thương hiệu của LLV cũng được thay đổi tương ứng. Slogan mới được sử dụng hai ngôn ngữ: học ở đây, graduate anywhere. Thay cho slogan cũ, The International Link to Success. Thông điệp của slogan mới này có hàm ý rằng khách hàng mục tiêu là học sinh và sinh viên sẽ có cơ hội thành công tại môi trường mới, đặc biệt là khi đi du học, khi đào tạo tiếng Anh chuyên sâu tại LLV. Tiếp sau đây sẽ là một ví dụ về một chuỗi cửa hàng ăn nhanh. Đó chính là KFC, thay đổi tầm nhìn thương hiệu. KFC được biết đến với slogan Finger Linking Good, vị ngon trên từng ngón tay. Câu định vị này trở thành một trong những câu nói cửa miệng thông dụng. Sau hơn 50 năm, KFC đã quyết định thay đổi slogan nó bằng So Good, thật tuyệt. Như lời giải thích của KFC thì họ muốn được nhìn nhận là một thương hiệu thân thiện với môi trường và tránh xa hình ảnh tiêu cực của chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh. Martin Sucker, giám đốc điều hành của KFC Anh và Ireland chia sẻ: "Chúng tôi cực kỳ háo hức khi ra mắt câu định vị So Good bởi nó không chỉ đơn thuần là một slogan mới. Đó là lời cam kết mang đến những thứ có chất lượng tốt hơn, bao gồm hương vị đồ ăn, văn hóa doanh nghiệp và cách thức hoạt động ở các thị trường nội địa. Thông thường, các thương hiệu đồ ăn nhanh thường bị liên tưởng đến những gì không có lợi cho sức khỏe. McDonald's đã từng nỗ lực trong nhiều năm nhưng vẫn không thể xóa bỏ được cảm nhận này. KFC thay đổi một thành tố của bản sắc nhận diện thương hiệu, đó là slogan. Đây là phục vụ cho việc nỗ lực thay đổi chiến lược truyền thông hơn là phục vụ cho chiến lược kinh doanh, là mục tiêu của chiến lược kinh doanh không thay đổi. Trong trường hợp này, KFC đúng là chỉ cần xác định tầm nhìn thương hiệu, trở thành một thương hiệu đồ ăn nhanh không gây hại cho sức khỏe, và triết lý thương hiệu đó là một thương hiệu đồ ăn nhanh, thân thiện với môi trường và thấu hiểu, chia sẻ lo lắng với khách hàng để có thể đưa ra thông điệp định vị một thương hiệu phù hợp. Định vị thương hiệu cần truyền tải rất rõ ràng các giá trị lợi ích mà một thương hiệu mang lại cho khách hàng có gì nổi trội hơn với thương hiệu cạnh tranh. Thị trường thì luôn thay đổi và nhu cầu của khách hàng thì cũng rất đa dạng. Giá trị mà thương hiệu muốn truyền thông cũng cần thay đổi phù hợp theo. Do vậy, chiến lược thương hiệu cần có sự cộng hưởng với chiến lược kinh doanh, triết lý thương hiệu và tầm nhìn thương hiệu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là hai ví dụ về hai doanh nghiệp trong thay đổi chiến lược kinh doanh và thay đổi tầm nhìn thương hiệu. Hy vọng rằng khái niệm về chiến lược kinh doanh và vai trò về chiến lược thương hiệu sẽ trở nên sáng tỏ hơn và giúp ích cho quý vị và các bạn
trong quá trình phát triển và xây dựng doanh nghiệp của mình. Chúc quý vị và các bạn thành công. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Thấu hiểu được những khó khăn của chủ doanh nghiệp khi xây dựng, triển khai chiến lược công ty và mong muốn mang đến giải pháp cho ban lãnh đạo, quản lý cấp cao về vấn đề này, Trường Doanh nhân HBR đã kết hợp cùng tiến sĩ Alok Barawat xây dựng chương trình đào tạo, thiết kế, tổ chức và vận hành chiến lược công ty bài bản. Tiến sĩ Alok Barawat là cựu phó chủ tịch cao cấp phụ trách chiến lược của Canon châu Á, nơi ông đã điều hành và phát triển kinh doanh tại 23 quốc gia. Với gần 33 năm kinh nghiệm, đảm nhận cương vị lãnh đạo và quản lý tại các tập đoàn thuộc danh sách Fortune 500 Global, những chia sẻ của tiến sĩ chắc chắn sẽ giúp ban lãnh đạo, quản lý tạo lập nền tảng kiến thức vững chắc và tháo gỡ triệt để các vướng mắc tại doanh nghiệp mình. Khóa học sẽ diễn ra ngày 6, 7 tháng 4 năm 2019 tại Hà Nội và ngày 10, 11 tháng 4 năm 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị vui lòng liên hệ hotline 082 999 6886, 082 999 6633 để được hỗ trợ tư vấn miễn phí. Chi tiết tham khảo tại website hbr.edu.vn.